Hiện nay, có rất nhiều người bệnh và người nhà của bệnh nhân viêm gan B lựa chọn phương pháp chữa viêm gan B bằng đông y với những loại thảo dược thiên nhiên an toàn và hiệu quả. Những loại thảo dược đến từ thiên nhiên rất lành tính, không gây nguy hiểm và còn có tác dụng hỗ trợ quá trình điều trị gan hiệu quả. Cây diệp hạ châu, thảo dược chữa viêm gan B tiêu biểu. Đây là bài thuốc quen thuộc đối với những người mắc căn bệnh liên quan đến gan, đặc biệt là những người muốn chữa viêm gan B bằng đông y thì sẽ không bỏ qua bài thuốc được nhiều người tin dùng cũng như đem lại hiệu quả cao. Cây diệp hạ châu chứa nhiều thành phần có tác dụng tốt trong việc sát trùng, giải độc, ức chế virus phát triển. Vậy nên được rất nhiều người sử dụng để chữa viêm gan B hiệu quả. Bạn nên sử dụng theo hướng dẫn và lời khuyên của các bác sĩ khi muốn chữa viêm gan B bằng phương pháp đông y, an toàn và đem lại kết quả tốt nhất. Với cây diệp hạ châu, bạn có thể phơi khô, đun nước uống thay nước lọc mỗi ngày để điều trị bệnh. Cỏ nhọn nồi, loại thảo dược này cũng được sử dụng phổ biến cho những người bệnh mắc viêm gan B. Cỏ nhọn nồi không khó kiếm và được rất nhiều người biết đến với tác dụng cầm máu. Nhưng công dụng khác là chữa viêm gan B bằng phương pháp đông y thì ít người biết được loại thảo dược này lại tốt đến như vậy. Ở một số nghiên cứu, cỏ nhọn nồi được đem đi điều trị bệnh viêm gan B ở một số loài động vật có vú. Sau khi điều trị thì số lượng virus viêm gan B ở những động vật đó đã thuyên giảm, đồng thời ngăn chặn sự phát tán nhân đôi của virus viêm gan B trong cơ thể nhiễm bệnh. Đây là thảo dược đang trong quá trình nghiên cứu nhưng lại đem lại hy vọng cho người bệnh có thể kìm hãm được sự phát triển của căn bệnh này. Cây cà gai leo. Cà gai được nhiều người mắc bệnh viêm gan B lựa chọn sử dụng hỗ trợ quá trình điều trị bệnh. Trong cây cà gai leo có chứa nhiều thành phần có khả năng làm vô hiệu hóa quá trình sinh sản virus viêm gan B. Quá trình chữa bệnh viêm gan B bằng đông y có rất nhiều bài thuốc sử dụng loại thảo dược và đem lại nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý, cà gai leo cũng chứa những thành phần độc tố gây hại đối với cơ thể nếu không sử dụng đúng cách. Vậy nên, người bệnh không được sử dụng loại cây này mà cần có sự hướng dẫn và lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa. Cây ưng bất bạc. Đây là cây thuốc chữa bệnh viêm gan truyền thống của nhiều nước và được điều chế thành nhiều thành phần của các loại thuốc chữa bệnh viêm gan khác nhau, đem lại hiệu quả rất cao cho người bệnh. Cây ưng bất bạc có vị cay, đắng, tính ấm, có các chức năng điều trị những loại bệnh như trừ phong, lợi thấp, hoạt huyết, thông lạc, lợi niệu, tiêu thũng. Khi kết hợp với các loại thuốc khác, còn có thể chữa được các bệnh như can thận hư tồn, phế vị táo nhiệt, khí âm lưỡng khuy, ứ huyết nội trở. Ưng bất bạc được rất nhiều người vùng núi sử dụng cho biết việc điều trị viêm gan B, vàng da, viêm gan mạn. Được các nhà khoa học chứng minh có tác dụng bảo vệ và tái tạo tế bào gan bị tổn thương do rượu và hóa chất, hạ men gan, viêm gan do virus viêm gan B, khôi phục các chức năng của tế bào gan, chống xơ gan. Đây là loại thuốc chữa viêm gan B bằng đông y vô cùng hiệu quả và đem lại niềm hy vọng cho những người bị mắc bệnh viêm gan B. Một số loại thảo dược thiên nhiên chữa được bệnh gan khác. Ngoài ra, những loại thảo dược chữa viêm gan B bằng đông y được nêu trên, còn có nhiều loại thảo dược điều trị các bệnh về gan bạn nên biết và tham khảo như ưng bất bạc chứa một số flavonoids quý như là hesperidin và diosmin
đem đến khả năng chống oxy hóa, chống tổn thương gan, công dụng phục hồi và bảo vệ tế bào gan sớm hiệu quả, ngăn ngừa xơ gan và ung thư gan. Atiso dùng để điều trị viêm gan, suy gan, có thể đun nước uống bằng atiso khô hoặc tươi, cũng có thể nấu cao và bào chế thành viên. Nhân trần giúp mát gan, giải độc, kháng khuẩn và chống viêm. Tác dụng: áp dụng những bệnh nhân viêm gan virus và bệnh vàng da. Nghệ: tinh dầu nghệ có tác dụng làm tăng tiết mật, chống viêm và kháng khuẩn. Hoàng cầm: có tác dụng ức chế kháng nguyên trên bề mặt gan của virus bệnh viêm gan B, ngoài ra còn điều trị bệnh vàng da. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm thật nhiều kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của mình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.